Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng đến với bản tin Người Việt Nam Châu của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thành Trung rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn cập nhật những thông tin mới nhất về đời sống của cộng đồng. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức xúc tiến đầu tư tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, qua đó tăng cường thu hút nguồn đầu tư của doanh nhân Việt Kiều và Đức vào thành phố. Hội đồng hương Nghệ An vừa có một ngày thiện nguyện ý nghĩa tại ga Đào Viên, Đài Trung, cùng chung tay hỗ trợ những người Việt gặp khó khăn tại Đài Loan. Các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Lào vẫn luôn hướng về quê hương, có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Thưa quý vị, mới đây trong khuôn khổ chuyến công tác châu Âu nhằm xúc tiến thương mại và kêu gọi đầu tư vào thành phố Đà Nẵng, đoàn công tác của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng do ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu đã phối hợp với Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại và đầu tư vào thành phố Đà Nẵng tại văn phòng Hội Doanh nghiệp Việt Nam trong Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Mở đầu cuộc hội thảo, ông Võ Công Trí đã nói về thành phố Đà Nẵng với 6 lợi thế trong việc kêu gọi đầu tư một thành phố lớn nhất miền Trung, nơi có cơ sở hạ tầng phát triển, có nguồn nhân lực chất lượng cao, có tăng trưởng kinh tế ổn định, có môi trường đầu tư thân thiện. Đà Nẵng cũng là nơi có môi trường sống lý tưởng nhất của Việt Nam. Ông Võ Công Trí cũng đưa ra một số dự án thành phố đang triển khai và những dự án khả thi kêu gọi các doanh nghiệp người Việt ở Đức tham gia đầu tư và qua các doanh nghiệp người Việt kêu gọi các doanh nghiệp Đức tham gia. Đặc biệt là đầu tư công nghệ cao vốn là thế mạnh của nước Đức. Các đại diện tham gia đã sôi nổi phát biểu ý kiến, đóng góp và chia sẻ những thắc mắc cần tháo gỡ để giúp cho thành phố Đà Nẵng thu hút thêm nhiều đầu tư nước ngoài. Hội thảo đã giúp lãnh đạo thành phố gợi mở nhiều hướng trong tương lai nhằm thu hút đầu tư và tiếp cận với môi trường giàu tiềm năng và cũng khó tính là nước Đức và châu Âu.